Thân Lý xin được gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý vị đang lắng nghe chương trình bình luận và chia sẻ tin tức trên channel của Thanh Việt. Thưa quý vị, hôm nay trong tập 806 vào ngày thứ Bảy, Thanh Việt xin được gửi đến quý vị chủ đề liên quan đến câu chuyện vào ngày hôm qua. Câu chuyện mà Sư Minh Tuệ lại một lần nữa ẩn tù. Cái chủ đề mà Thanh Việt muốn trình bày với quý vị, đúng quý vị, đó là câu chuyện ai về nhà đó. Và có thể gọi rằng câu chuyện cụ Huế lại một lần nữa xảy ra tại Gia Lai. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là giải pháp nào cho những vị đang đi theo hạnh đầu đà, và điển hình nhất đó là Sư Minh Tuệ. Trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Việt sẽ lần lượt chia sẻ với quý vị những chuyện mà theo Thanh Việt phóng sự Sư Minh Tuệ nên làm, và những chuyện mà theo Thanh Việt phóng sự các vị đang thực hành hạnh đầu đà theo Sư Minh Tuệ cần làm. Và Thanh Việt cũng rất mong mỏi quý vị nhớ để lại lời bình luận cho cái chủ đề ngày hôm nay, và quý vị đừng quên bấm nút like cũng như là chia sẻ cái bài ngày hôm nay đến với những quý vị khán giả khác. Thanh Việt xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, như vậy đúng 4 ngày khất thực thì Sư Minh Tuệ đã chính thức bắt buộc phải tạm lánh về một nơi xa, đúng không quý vị? Giống như là bài hát mà Đan Trường ngày xưa hay hát đó quý vị, đi về nơi xa vậy. Thật ra đó thì cho đến phút này cây Huế thứ hai đã được xảy ra tại Gia Lai, và không như lần trước, chúng ta không có cần phải quan trọng quá cái chuyện mà hiện nay Sư Minh Tuệ ở đâu. Cái câu hỏi được mọi người trả lời hiện tại, đúng quý vị, đó là miễn sao Sư Minh Tuệ tìm được một cái nơi mà ở nơi đó con đường giải thoát và giác ngộ của Sư Minh Tuệ sẽ được thành công, đúng không quý vị? Sư Minh Tuệ đi đâu cũng được, ở đâu cũng được, miễn sao cái con đường tu tập của Sư Minh Tuệ sẽ dẫn đến sự giải thoát và giác ngộ. Cái điều đó là thực sự quan trọng. Có lẽ là những người ngày hôm cho đến cái câu chuyện tại Gia Lai đó quý vị, thì tất cả chúng ta không ai mà không biết gương mặt của Sư Minh Tuệ nữa. Có những quý vị sẽ được may mắn hơn tìm đến để đảnh lễ Sư Minh Tuệ. Nhưng Thanh Việt hy vọng rằng từ đây về sau, nha quý vị nhé, chúng ta cứ để Sư Minh Tuệ đi bất cứ nơi nào, tìm bất cứ chỗ nào, và Sư Minh Tuệ nhận rằng con đường đó là con đường giải thoát. Chúng ta đảnh lễ, chúng ta tôn kính Sư Minh Tuệ, hãy giữ lại trong lòng, trong cái tâm của chúng ta. Điều đó là cái điều duy nhất nếu chúng ta còn có một chút cái sự gọi là cung kính cái hạnh tu đầu đà của Sư Minh Tuệ. Còn những vị mà cách đây vài hôm đang đi trên con đường hướng về phía Gia Lai, thì thưa quý vị, vào rạng sáng ngày hôm qua, ngày 14 tháng 6, cũng giống như là câu chuyện ở ngoài Huế vậy đó quý vị. Đột nhiên là các cái huynh đệ này, mặc dù cái số lượng nó không phải là 71 người, nó chỉ là khoảng trên dưới 10 người, đã cũng đột nhiên một lần nữa biến mất khỏi cái nơi mà họ nghỉ qua đêm. Quý vị thấy rằng câu chuyện cho đến buổi chiều ngày 14 tháng 6 đã được sáng tỏ, đó là các huynh đệ này đó quý vị đã được giải tán. Và khi mà họ còn cách Gia Lai chỉ có khoảng 60 tới 70 cây số nữa, và phần lớn những vị này được cho là đã trở về địa phương nơi mình thường trú. Chiều ngày 13 tháng 6, một số huynh đệ tu theo hạnh đầu đà đó quý vị, khoảng 5-6 người, thì cũng đã được giải tán trước đó, khi mà họ nghĩ rằng sẽ được lên Gia Lai gặp Sư Minh Tuệ. Cái việc chuyển tải đó quý vị là đi bằng cái xe biển số màu xanh, được cho là lên Gia Lai, nhưng mà cuối cùng họ cũng đã được tập trung về một chỗ, và sau đó được giải tán và rải rác mọi nơi trở về cái địa phương mà mình thường trú.
Đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy ra, đúng không quý vị? Toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Cái nỗi buồn của câu chuyện ngày hôm qua, hôm kia đâu quý vị. Đây là câu chuyện giải tán lần thứ hai, đúng không quý vị? Đó là cái cảnh tượng để lại của các vị huynh đệ đầu đà. Nếu mà gọi đúng ra đâu quý vị, phải gọi là các huynh đệ đầu đà. Đây là không phải là 71 người nha quý vị. Lúc đó thì cái số lượng nó quá đông. Hiện nay nó chỉ chòm chèm khoảng 10 người. Thì 10 người này đối với cũng là 71 người đó thôi, thêm vào được 1-2 người mới. Đây là những vị đối với họ thực sự. Họ thực sự là vượt qua được cái gọi là tu gieo duyên rồi. Và bây giờ thì họ đang muốn đi tu hạnh đầu đà thực sự như là sư Minh Tuệ. Vì còn quá mới mẻ trong cái vấn đề này, nên việc mà cùng tu một lúc đó quý vị, với cái số lượng đông á, bao giờ nó cũng có được cái thúc đẩy lẫn nhau, đúng không quý vị? Và vì vậy họ đã tập hợp một nhóm hay vài nhóm, cỡ khoảng 2 đến 5-6 vị tùy theo từng nhóm. Và họ gọi là đâu quý vị, đi bộ hành lên tới Gia Lai. Khi mà họ bỏ đi vào đêm hôm qua đó quý vị, vào rạng sáng ngày hôm qua đó, thì một cái cảnh tượng khá là buồn, cảnh tượng mà chúng ta cũng không tìm thấy ở Huế hay bất cứ chỗ nơi nào mà những vị này đã đi qua. Thứ nhất đó quý vị, là một số quần áo còn bỏ lại nữa, đang phơi mà bỏ lại. Nó cho thấy cái điều gì quý vị? Đó là một sự vội vã rời bỏ khỏi cái nơi mà mình ngủ qua đêm nha quý vị. Rồi sao nữa? Một số chai nước, rồi những vật dụng khác được là bỏ bừa bãi ở trên cái bãi cỏ đó. Đây là một điều quý vị mà chưa từng xảy ra với các cái huynh đệ đầu đà này. Lúc trước đó, chúng ta nghe được những cái thông tin rằng những nơi nào đoàn người của sư Minh Tuệ đi qua đều rất là dơ giấy bỏ lại. Nhưng mà cái đó nó không thực sự là từ những cái huynh đệ đầu đài nè, nhưng quý vị không phải. Đó là từ những người đi theo, những người đi theo. Họ đón chào, chờ đợi sư Minh Tuệ, rồi nhân tiện, đó quý vị, ngứa tay ngứa chân thì thả xuống cho nó vui tay vui chân vậy đó quý vị. Và nó mang lại một cái tiếng thực sự là xấu đối với cái đoàn người này. Còn thực sự những cái người trong cái đoàn người này đó quý vị, đó là những huynh đệ đầu đà đó. Họ luôn luôn thu gom hết tất cả những cái gì họ để lại và làm cho cái quang cảnh cho đó nó sạch sẽ, chứ không phải là bừa bãi. Tuy nhiên vào buổi tối ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm qua, xin lỗi quý vị, thì một cái cảnh tượng mà làm chúng ta phải giật mình, đó là gì? Đó là rất là bừa bãi, chưa bao giờ từng xảy ra. Nhưng quý vị, nó cho thấy một sự gì quý vị? Là một sự vội vã, bất bình thường. Nó giống như là mình đang ngồi, nhau quý vị, đang ngồi rồi bị ai đó đưa đi, thì đến chiều ngày hôm qua thì mọi chuyện đã vỡ lẽ. Đó là họ được tập trung và sau đó yêu cầu mọi người về cái địa phương của mình, nơi mà mình đang thường trú. Đó là câu chuyện. Cũng ngày hôm qua một cái nỗi buồn nữa cũng xảy đến. Đó là một sự hỗn loạn của dân ngoại tỉnh. Hỗn loạn không thể tưởng tượng được quý vị. Mặc dù nó không đến một cái số lượng như là ở ngoài Huế thôi, nhưng mà quý vị theo dõi ở trên YouTube hoặc là trên mạng TikTok thôi quý vị, vì quý vị có thấy rằng có hai nơi mà thật là dữ dội. Đó là thứ nhất, gia đình của sư Minh Tuệ. Rồi thứ hai là cái nơi, cái chòi mà sư Minh Tuệ đã ẩn tu trong vài ngày qua. Và quý vị, thì hiện nay là sư Minh Tuệ đã không ở đó nữa rồi, sư Minh Tuệ đã bỏ đi rồi. Nhưng mà cái đoàn người đó đó quý vị, họ không tin. Họ đã gọi là chạy đến. Thì cái chòi đó nó nằm ở trong cái vườn sầu riêng của em sư Minh Tuệ. Và thưa quý vị, khi mà nhiều người đến như vậy đó quý vị, thì họ dẫm nát cái vườn đó. Đó là một câu chuyện khá là buồn quý vị. Hàng trăm người họ tìm vào để đảnh lễ sư Minh Tuệ, và họ biết rằng sư Minh Tuệ đã không còn, nhưng mà có lẽ là không tin, rồi cũng muốn vào xem cái nơi mà sư Minh Tuệ đã từng ở. Thì thưa quý vị, không biết nói làm sao luôn quý vị
cây cối rồi hoa màu rồi là bị dẫm nát hết trong cái rẫy đó. Cái rẫy đó là của gia đình Sư Minh Tuệ. Sau khi mà xong được ở cái chòi đó đó quý vị, thì họ đến nhà của Sư Minh Tuệ, rồi vào thắp nhang rồi ngồi nói chuyện. Thưa quý vị, ba mẹ của Sư Minh Tuệ năm nay cũng khá lớn tuổi rồi, ông bà cụ cũng phải ra và cũng rất là mệt mỏi với cái câu chuyện này, đúng không quý vị? Thì đây thưa quý vị là đây là cái số người mà họ đến cái chòi đó đó cho quý vị, cái chòi mà Sư Minh Tuệ đang ở. Thì thật sự ra cái chòi này đã được sửa lại cho nó khang trang hơn một chút, khang trang hơn một chút rồi, nhưng mà Sư Minh Tuệ cũng đã phải ra đi vào cái hôm 13 tháng 6. Lý do là vì cái hôm đó đó quý vị, cái số lượng người quá đông, họ theo Sư Minh Tuệ đó quý vị, cứ như là một cái điều gì đó quý vị mà chưa bao giờ thấy trong cuộc đời, nha quý vị, chưa bao giờ thấy trong cuộc đời. Thì nó gây ra một cái sự hỗn loạn, và từ đó đó Sư Minh Tuệ đã phải bỏ đi. Ở đây nè quý vị, xong rồi cái tròi đó thì họ đến nhà của Sư Minh Tuệ, nhà ba mẹ của Sư Minh Tuệ, rồi đứng ở bên ngoài rồi chụp hình rồi quay phim, rồi nếu vào được bên trong đó quý vị cũng đi như là rất là tấp nập, như là một nơi công cộng vậy đó quý vị. Thì đây, Thanh Việt xin mời quý vị nghe cái xem qua cái đoạn TikTok ở ngay cái chòi của Sư Minh Tuệ để quý vị phần nào đó thấy được. Thế vì không thể nào nói đây là mê tín hay không mê tín. Thưa quý vị, đây là một sự ngưỡng mộ mà nó đi quá cái giới hạn quý vị à, nó đi quá giới hạn. Thì đây, thưa quý vị, rất đông mọi người nha quý vị, rất đông. Đây là cái này là lúc còn mà còn ấy đó quý vị, thì người ta xin giống như là một giống như là một cái lọc đó quý vị, những cái đồ để lại của Sư Minh Tuệ thì họ xin, nào là nến nè, nào là nước nè. Thì thật sự đó cũng chả phải của Sư Minh Tuệ, các Phật tử họ cúng dường cho sư, nhưng mà sư không dùng được hết, để lại trong cái chòi đó. Thì họ đến đây họ xin cái đó, nó giống như là một cái lọc vậy, đúng không quý vị? Nhưng mà đây là cái cảnh mà còn ít người nha quý vị. Quý vị chờ xem. Dĩ nhiên là có những cái cảnh chen lớn đó, nhưng mà cái này là cái nhẹ nhàng thôi quý vị. Một hồi nữa đó, cái số lượng người đông quý vị, thì cái gì họ cũng lấy, không phải là thiếu thốn nha quý vị. Cái này là những người ở ngoại tỉnh, họ hoàn toàn không phải thiếu thốn đâu. Thanh Việt xin được nói rõ đây, họ muốn lấy những cái đó để làm gì? Đây là những cái lọc đó. Nếu quý vị nào ở miền Bắc thì còn hiểu nhiều hơn nữa về cái chuyện lọc. Người mà không hiểu đạo đó quý vị, thì đây là cái cơ hội. Đây là cái cơ hội. Hay là người hiểu đạo mà có cái hiềm khích, không thích Sư Minh Tuệ, thì đây là cái cơ hội mà để họ chà đạp, lên tiếng sỉ nhục Sư Minh Tuệ. Thì thưa quý vị, đối với Sư Minh Tuệ nha quý vị, Thanh Việt xin được nói về đối với Sư Minh Tuệ, chuyện người khen người chê đối với ông không là gì. Khen thì cảm ơn, chê cũng cảm ơn nha quý vị, và còn chúc phúc nữa. Đối với ông cái sự khen chê không là gì hết. Đây là một cái sự xả bỏ những cái niềm vui và những cái phiền muộn, không một gì ảnh hưởng đến cái tâm của ông được. Nha quý vị. Thì quý vị thấy những cái câu này đó, mình là những người, quý vị, một số quý vị có thể là những người mà ủng hộ cái hạnh đầu đà của Sư Minh Tuệ, thì quý vị sẽ rất là bực mình. Tại vì mình có thể là mình chưa tu được đến như Sư Minh Tuệ để có thể không có sân si. Nhưng mà quý vị đọc sơ qua cái đoạn này nè quý vị, thì thật sự ra đó, tại sao Thanh Việt không có bực cái tên của cái vị này? Đơn giản là vì vị này, vị để lại lời bình luận ở trên mạng xã hội nha quý vị, và ai cũng biết tên, vị không giấu tên nên không cần thiết gì phải bịt cái tên lại nha quý vị. Thì vị đề như thế này nè quý vị, đây chỉ là một cái ví dụ thôi, chúng ta phải hiểu rõ đây chỉ là một cái ví dụ, thì vị chỉ đưa cho quý vị một cái ví dụ thôi, chứ còn thực sự ra người khen cũng nhiều mà người chê cũng nhiều. Đây họ nói như thế này: đi bộ ăn xin ngủ nghỉ trang cũng dụ được khối kẻ ô hợp tôn sùng, mạt pháp
người ngu quá nhiều. Thưa quý vị, là cái vị này thật sự họ không hiểu đạo Phật. Tại sao mà Thánh Việt không nói là họ không hiểu đạo Phật? À, đi bộ đó quý vị, ta gọi là đi hành khất, đúng quý vị nhá. À, Đức Phật đã đi hành khất, Đức Phật đi rất là nhiều nơi, ăn xin đó quý vị, ăn xin đó, thì chúng ta nghe chúng ta rất là bực mình, vị này vị cố tình để gây ra một cái phiền não cho người khác, chứ còn ăn xin đó quý vị, thực sự ra nó là khất thực, nha quý vị. À, ngày xưa Đức Phật cũng đi khất thực, và vị này không hiểu câu chuyện nên cho rằng ăn xin là một cái chuyện xấu xa. Nhưng thưa quý vị, Đức Phật cũng đã đi đóng ngoặc ở ngoài ăn xin, cũng đi ăn xin chứ không phải là không. Rồi ngủ ngoài nghỉ trang, Thánh Việt chỉ có khuyên vị này nên hiểu về cái hạnh Đầu Đà, để hiểu được rằng Sư Minh Tuệ đang tu theo hạnh Đầu Đà, chứ không phải tu theo một cái hạnh nào đó mà Sư Minh Tuệ chế ra. Và chúng ta vẫn còn bị rất là nhiều những người mà phản biện đó quý vị. Họ cứ lầm tưởng câu chuyện ở ngoài đời đó quý vị, đôi khi nó không phải là trắng với trắng, đen với đen. Đức Phật có nói về hạnh Đầu Đà, Đức Phật cũng có nói về cái chuyện xây chùa, các cái tịnh thất đầy đủ hết. Và đối với Đức Phật, cái nào cũng được, nó tùy vào duyên, vào nghiệp, nha quý vị, vào cái tâm, vào cái căn cơ của mỗi người, chứ không phải là ai cũng phải đi hành Đầu Đà, ai cũng phải xây chùa. Không, tại không phải là vậy. Câu chuyện của Đức Phật không phải là vậy, nha quý vị. Đức Phật chỉ cho chúng ta rất là nhiều con đường, và chúng ta có quyền chọn một con đường. Không có gì đúng và không có gì sai. Cái điều đó là điều quan trọng nhất của Phật giáo là vậy, kính thưa quý vị. Và quý vị cũng hiểu rồi, Sư Minh Tuệ đã quyết định ra đi, tìm một nơi khác. Vậy là gì quý vị? Vậy là chúng ta đã mang phiền muộn đến cho Sư Minh Tuệ. Tại sao thưa vị biết là đem phiền muộn đến cho Sư Minh Tuệ? Thưa quý vị, Sư Minh Tuệ hiện nay có thể là đã không còn phiền muộn nữa khi tìm đến một nơi khác, đúng không quý vị? Nhưng mà ngay ở cái lúc mà Sư Minh Tuệ quyết định phải đi đó quý vị, đó là cái lúc mà phiền muộn đã xảy ra. Hơi một chút sân hay không thì Thánh Việt không biết, nhưng mà phiền muộn đã đến với ông. Vậy là chúng ta đã trực tiếp cản bước cái con đường của Sư Minh Tuệ, là mang tội đó quý vị. Cản trở một người tu là mang tội đấy. Và rồi làm sao quý vị? Nó cũng cho thấy một điều rằng quý vị cũng là một cái liều thuốc thử cho Sư Minh Tuệ. Vì Sư Minh Tuệ đã nói rằng không thể nào trách các cái quý Phật tử, người dân đi ra đảnh lễ, cúng dường, không trách được. Nhưng mà cũng không phải đổ lỗi cho họ vì họ mà Sư Minh Tuệ phải đi. Sư Minh Tuệ nói rằng có lẽ là cái chuyện dứt bỏ phiền muộn nó không đạt được cái định, nên ông còn phiền muộn khi thấy cảnh người đi theo ông, nha quý vị, cảnh người đi theo ông làm gọi là rối loạn ở tại một cái tỉnh vốn là rất là im lặng, im ắng, không có gì là ầm ĩ cả. Nhưng mà trong vài ngày qua náo động, náo nhiệt, đóng ngoặc một ngoặc, nó đã đến với cái tỉnh Gia Lai. Thì đối với Sư Minh Tuệ, ông đã không kiềm chế được cái sự phiền muộn này. Ông muốn rằng ông bước ra ngoài đời, ông đi hành khất, thì trong quá trình đó ông sẽ đối mặt với nhiều cái thử thách. Những thử thách này sẽ giúp ông trả lời được cái câu hỏi là ông có được chưa? Được về chuyện gì? Được về chuyện thả bỏ những phiền muộn, phiền não. Và câu trả lời ngày hôm nay là ông chưa. Đúng quý vị, ông chưa được. Thì ông nói rằng đây cũng là một liều thuốc thử, nhưng mà mình phải hiểu được cái thuốc thử đó mình có chịu được hay không, hay mình vẫn không chịu được và mình phải tìm cách để mình tránh né nó. Đó là câu chuyện. Thì với những câu chuyện xảy ra đó quý vị, thì phải làm gì? Thì đầu tiên Thanh Việt xin có một chút ý kiến rất là nhỏ mọn, nhỏ lắm, dành cho Sư Minh Tuệ. Đây là lần thứ hai Sư Minh Tuệ phải
chấm dứt cái việc đi lại. Đúng không quý vị? À, tại vì thật sự đây đó quý vị, Sư Minh Tuệ đã không còn cái sự chọn lựa nào được gọi là hoàn hảo hết cả. Không có. Không có sự chọn lựa nào là hoàn hảo. Tại sao quý vị nói vậy? Thứ nhất, lúc đầu đó quý vị, ông bộ hành nay đây mai đó. Đúng không quý vị? Lúc thì ngày hôm nay thì ở tỉnh này, ngày mai thì ở tỉnh khác, tuần sau thì ở tỉnh khác. Đúng không quý vị? Và câu chuyện nó đã xảy ra, và miền Trung là một cái ví dụ, dư âm nó vẫn còn. Và cuối cùng là Sư Minh Tuệ đã phải chấm dứt cái con đường này. Nó là con đường bộ hành qua nhiều thành phố, nhiều thị xã, nhiều tỉnh. Và nó đã chấm dứt tại thành phố Huế. Rồi ông trở về Gia Lai. Ông được xe của bên cơ quan an ninh đưa về Gia Lai. Tại Gia Lai thì ông chọn cái phương pháp thứ hai mà ông đã từng thực hiện tại Nha Trang. Đó là ông ở một chỗ, rồi vào buổi sáng sớm ông đi khất thực, rồi ông trở về trước giờ ngọ, hoặc là ông dùng ở một nơi nào đó trước giờ ngọ. Rồi buổi chiều và buổi tối thì ông ngồi thiền. Đúng không quý vị? Nhưng rồi kết quả là gì? Thất bại. Thất bại tập 2. Nhưng lần này tại Gia Lai. Như vậy cả hai phương pháp đi bộ từ tỉnh này sang tỉnh nọ và ở một chỗ rồi đi khất thực vào buổi sáng đều thất bại. Đều thất bại. Thất bại đây là thất bại, không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Ở đây thì chuyện gì xảy ra nó cũng đã xảy ra rồi. Chỉ có là cần làm gì để hạn chế những cái việc mà làm đình trệ cái việc tu dưỡng của Sư Minh Tuệ. Đó là cái điều mà chúng ta cần làm. Giờ này thì chúng ta không thể nào đổ thừa được nữa. Đúng không quý vị? Và chúng ta cũng chẳng, đây là một cái vấn đề tôn giáo, không thể nào dùng những cái biện pháp mạnh đối với những người người ta muốn tôn kính Sư Minh Tuệ. Mặc dù cái sự tôn kính của họ có thể làm ảnh hưởng đến Sư Minh Tuệ, nhưng đối với Sư Minh Tuệ, họ chính là những liều thuốc thử cho Sư Minh Tuệ. Và nếu ông thấy được rằng ông không thể nào chịu được cái liều thuốc thử đó vì ông chưa thành công trong việc rũ bỏ những phiền muộn, thì ông sẽ tìm cách tránh đi. Đó là cái việc ẩn tu. Một phương pháp nữa mà có thể là Sư Minh Tuệ đang thực hiện, thế thì không nghĩ là còn phương pháp nào nữa. Phương pháp thứ ba là phương pháp sâu cùng. Đó là gì? Đi vào một vùng xa, vùng sâu. Nhưng mà đi vào vùng xa, vùng sâu đó quý vị, thì ông không thể nào đi khất thực được. Khất thực thì phải đến nhà dân. Đúng quý vị? Ông thật không tài nào khất thực được. Rồi ông sẽ bị hạn chế được cái hạnh đầu đà. Đúng quý vị? Hạn chế hạnh đầu đà. Bị hạn chế thực sự. Đó là phải đi khất thực nè. Vào nhà dân nè. Không lựa chọn nhà nào nè. Nhà nào mình cũng coi như nhà nào hết. Cho gì thì mình nhận cái nấy. Rồi mình có sử dụng hay không tùy vào. Nhưng quý vị, chứ không phải là cho đồ mặn mình cũng sử dụng. Nhưng mà nếu mà vào vùng xa thì câu chuyện sẽ như thế nào? Thì tất nhiên là hy vọng rằng người nhà của Sư Minh Tuệ sẽ đưa ông một số cái lương thực để ông tạm dùng. Nhưng mà như vậy, đối với vị Sư Minh Tuệ đã nói rồi, như vậy coi như là một trong những cái hạnh đầu đà không thể nào thực hiện được. Đó là việc khất thực. Đó là quý vị. Thì cả ba phương pháp thân việc vừa mới đưa ra, có thể là phương pháp thứ ba ông đang sử dụng. Hai phương pháp đầu đã sử dụng và thất bại toàn tập. Đúng không quý vị? Sư Minh Tuệ đã thực hiện phương pháp 1, phương pháp 2 trong nhiều năm qua. Nhưng dạo gần đây, hình ảnh của ông đã giới thiệu đến cho người Việt chúng ta. Và rồi người dân rất là tôn kính cái hạnh của ông, cái việc ông tu tập, nên đã ra đảnh lễ. Và nó tạo thêm một cái gọi là bất ngờ không thể tưởng về cái số lượng người theo đuổi, chạy theo ông. Nhưng quý vị, cung kính một phần mà tò mò thì chín phần. Vậy thì cả ba phương pháp đều không tốt. Cái phương pháp hiện tại thân việc có nói là ở vùng xa thì không đi khất thực được, nó hạn chế một trong những cái hạnh đầu đà. Vậy thì còn phương pháp nào? Thưa quý vị, chỉ còn một phương pháp nữa, là phương pháp duy nhất còn lại. Đó là rời khỏi Việt Nam, về những cái quốc gia với hai điều kiện. Thứ nhất,
họ không biết Sư Minh Tuệ là ai. Thứ hai, quốc gia này thiên về Nam Tông, Khất Thực. Đó là hai điều kiện, và dĩ nhiên là nó phải gần Việt Nam. Đó là hai cái ba cái điều kiện gần Việt Nam, nếu quý vị đi bộ được đến. Đó là ba điều kiện mà Sư Minh Tuệ nên về. Một quốc gia đại đa số dân không biết Sư Minh Tuệ là ai. Một quốc gia mà họ thiên về Khất Thực, đã có những trường hợp Nam Tông. Và một quốc gia mà rất gần Việt Nam để có thể đi bộ đến. Thì thưa quý vị, quốc gia đó thì nhiều. Nam Tông là ở miền Nam. Đúng quý vị, bao gồm nè, Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Myanmar, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal. Đây là những quốc gia mà Sư Minh Tuệ có thể là hướng đi đến cái đất Phật tại Nepal và tại Ấn Độ. Vì vậy con đường đi đến Ấn Độ là con đường tuyệt vời hiện tại. Để làm gì quý vị? Để không ai nhận ra được Sư Minh Tuệ, và Sư Minh Tuệ sẵn sàng có được cái thời gian mà để tịnh tâm. Đúng không quý vị? Thời gian để tịnh tâm, không phiền muộn, không sân si. Chứ bây giờ đó quý vị, dù không sân si, giữ giới được, nhưng mà phiền muộn mỗi ngày, không dứt bỏ được. Đúng không quý vị? Vì vậy con đường đi đến Ấn Độ, mà Thái Việt đã có một cái bài nói về câu chuyện này, thì thật là tuyệt vời. Và lại càng tuyệt vời hơn, nếu đã có những người sẵn sàng giúp đỡ Sư Minh Tuệ, hướng dẫn cho Sư Minh Tuệ đi đến những cái con đường đi bộ đó, để từ Việt Nam có thể đi qua Lào hoặc Campuchia, rồi tới Thái Lan, rồi tới Myanmar, Myanmar, nhưng quý vị, như vậy Bangladesh, rồi Ấn Độ, và cuối cùng là Nepal. Đã có những người sẵn sàng giúp đỡ Sư Minh Tuệ, họ sẽ đi bằng xe gắn máy. Thế vì cũng đã thấy được những cái câu chuyện ở trên mạng xã hội, không biết thiệt đúng như thế nào, mà có những người đã đứng ra để sẵn sàng lo hộ chiếu cho Sư Minh Tuệ và những người đang thực hiện hạnh đầu đà mà vừa mới giải tán đó quý vị. Thì không biết câu chuyện như thế nào, nhưng cái điều duy nhất đầu tiên hết, Thanh Việt rất là mong muốn Sư Minh Tuệ tiếp tục cái con đường tu của mình, và chắc chắn không thể nào tiếp tục tại Việt Nam mà tại những nước Lào, Campuchia, Thái Lan, nhớ quý vị, Myanmar, chẳng hạn như vậy. Có một quý vị có bình luận rằng tu chưa được ở Việt Nam mà đi sang nước ngoài thưa quý vị, lại một cái sự hiểu lầm rất là trầm trọng. Thế mục đích của Sư Minh Tuệ đi là để làm gì? Sư Minh Tuệ đi hành khất ở bất cứ quốc gia nào với mục đích duy nhất rũ bỏ phiền não. Quý vị nên nhớ rõ, Sư Minh Tuệ chỉ muốn rứt bỏ phiền não, những cái mà quý vị và Thanh Việt không làm được. Đúng quý vị, chúng ta còn ra ngoài đường, ra ngoài xã hội mỗi ngày thì chúng ta không thể nào rứt bỏ phiền não được. Phiền não này nó cả có cả những cái vui, cái buồn. Đúng quý vị, chứ không phải lúc nào cũng buồn là phiền não. Vui cũng có là phiền não đó quý vị. Thì cái chuyện mà Sư Minh Tuệ không đi được cái Việt Nam mà tại sao đi nước ngoài, đó là câu chuyện không quan trọng. Cái quan trọng là gì? Sư Minh Tuệ phải tìm ở được một cái chỗ nào đó mà Sư Minh Tuệ thực hiện đầy đủ 13 hạnh đầu đà, và gì quý vị, không có phiền não. Nhưng ở hiện tại tại Việt Nam là rất là phiền não, vì ai cũng nhận ra Sư Minh Tuệ rồi, và họ rất là cung kính. Từ hồi xưa đến giờ họ chưa thấy cảnh nào như cảnh này, nên chắc chắn là phải là ngay cả Thanh Việt, nhớ quý vị, Thế thì cũng rất muốn đến để đảnh lễ Sư Minh Tuệ nữa, chứ không phải là ai. Dĩ nhiên cho một cái giới hạn nào đó để không ảnh hưởng đến Sư Minh Tuệ. Đúng không quý vị? Còn các sư huynh đệ, còn các cái sư huynh đệ có đi cùng hay không? Thì thưa quý vị, Sư Minh Tuệ có những cái cảm nghĩ về những cái huynh đệ đang tu hành đầu đà và đã trên đường để đến Gia Lai để tìm gặp lại Sư Minh Tuệ, gọi Sư Minh Tuệ là sư phụ, là thầy, nha quý vị. Thì thực ra trước đây đó quý vị, thì Sư Minh Tuệ đã có những cái suy nghĩ rằng không đuổi cũng như không mời.
chắc là họ cũng có những cái duyên để trở thành những vị tỳ kheo. Sư Minh Tuệ chưa có đủ căn cơ, chưa có đủ tu thành để có thể làm sư phụ của họ. Nhưng mà nếu là duyên thì gặp nhau để đồng tu. Thì đối với Thanh Việt, đôi khi đối với vị Sư Minh Tuệ cần phải thay đổi cái quan điểm này. Thật sự, tại vì Sư Minh Tuệ đã thấy được càng lúc càng phiền não, càng lúc càng phiền phức. Và những cái phiền phức, những cái phiền não này, dù cố tình hay vô tình, nó cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến con đường tu tập của Sư Minh Tuệ. Thì đây, xin mời quý vị nghe những cái cảm nghĩ của Sư Minh Tuệ nha quý vị, về những vị đầu đà này. Đây, quan điểm của Sư Minh Tuệ là gì? Tôi không phải là sư phụ. Con thì chả phải dìu dắt ai cả, họ đi theo khả năng của họ đấy. Tại vì con không phải là thầy của họ, con cũng không phải là sư phụ của họ. Họ đi theo học. Đó, quý vị nghe rõ lần này nha quý vị. Đây là quan trọng nhất cho quý vị. Mình cũng học hỏi họ mà. Họ cũng học hỏi mình đều. Nhưng mà hầu như là không ai nghe cái đoạn này. Không ai nghe. Kiên quyết về việc của họ. Thế còn giờ con chưa dìu mình được đi dìu ái. Mình đang tập học. Đây là những câu trả lời mới đây nhất của Sư Minh Tuệ. Nhưng mà đôi khi đó quý vị, cái vế mà có cũng được, không có cũng được. Tại vì Sư Minh Tuệ là không muốn gây một cái nghiệp nào hết cả nha quý vị. Không muốn gây cái nghiệp nào. Đây là đôi khi trong cuộc sống nó cũng không phải hoàn toàn như vậy được, đúng không quý vị? Biết được cái gì thì mình cũng chia sẻ với họ. Cũng như chính vì sự xuất hiện của đông người như thế này nè, nó mới gây ra những cái phiền toái. Mặc dù Thanh Việt hiểu được rằng con đường mới bước vào, nhưng quý vị mới bước vào thì cần có những người giúp đỡ nhau, tạo những cái động lực, đúng không quý vị? Tuy nhiên nó không đơn giản là như vậy. Sư không bao giờ chào, không bao giờ mời, không bao giờ giữ lại. Con cũng ước nguyện như họ là trở thành một thầy tu, tu hành để họ thành Phật, để họ độ mình với. Họ cũng có căn duyên trong đó chứ không phải chưa đến giờ đấy. Có khi họ còn giỏi hơn cả mình nữa. Nhưng mà do họ quên đấy. Nhiều đời kiếp ở trong thì cũng họ là những vị thầy, những vị sư ở trong tài giỏi. Mình cũng ước nguyện cho họ là giống như những vị Phật á. Mình đi theo, đi với họ cũng có cái duyên là mình cũng có duyên với họ. Giờ mình tu hành trước á, là con cũng mong muốn như thế. Thì họ là thầy cả, là sư cả. Nhưng mà họ nhận hay không thì kệ của họ. Hay là họ kêu con bằng sư hay bằng thầy gì kệ cả, họ muốn kêu cái gì kêu. Đây là cái thú vị đúng không quý vị? Đối với Sư Minh Tuệ cái gì cũng được. Luôn luôn hoan hỷ. Hạnh phúc. Con cũng ước. Chứ không phải là sân si, đúng không quý vị? Sư Minh Tuệ đang muốn xả bỏ những cái sân si, chứ không phải đụng một cái là phạt, đụng một cái là đòi phạt cái này, đụng một cái là đòi phạt cái kia, đụng một cái là đòi kiểm điểm, đụng một cái là đòi sám hối. Cái mà Sư Minh Tuệ đang muốn thực hành đó là gì? Xả bỏ phiền não, xả bỏ tham sân si. Là chúng ta cứ hỏi tại sao mà một cái người mà cứ đi lang thang, rồi một cái người sống ngoài nghĩa địa, một cái người mặc bạc quần áo không ra một cái hệ thống gì, mang cái nồi cơm điện chạy vòng vòng như vậy. Thưa quý vị, nếu mà quý vị thấy được một Sư Minh Tuệ mà thử mang một cái bình bát coi là có chuyện đấy. Người ta gọi là cái gì quý vị? Mượn đồ của Phật giáo mà không phải trong giáo hội. Chết đấy, không giỡn nha. Hay là cứ những quý vị chắc đó, không biết là họ biết thiệt hay là họ cố tình không biết để lừa. Thế mình không hiểu. Khi mà cái chắc rằng sao không mang cái bình bát, làm cái tội nghiệp và mang cái nồi cắm điện. Dĩ nhiên nếu được, tại vì biết rằng Sư Minh Tuệ sẽ mang bình bạc, nhưng mà Sư Minh Tuệ sẽ không bướng vào những cái bẫy đó, không muốn vào những cái bẫy đó, vì coi là những cái pháp khí như vậy, mang vào là có chuyện đấy. Là sẽ nói là mượn giả danh, mượn cái bình bạc để giả danh là một cái vị thầy tu, một tỳ kheo để cho người ta cúng dường. Đó là vậy. Người ta hỏi là tại sao mà không có để nhận tiền, cố gắng gài cho những cái người mà có chùa đi vào cái bẫy. Thưa quý vị, nhận tiền á, cho dù những quý vị Thanh Việt nói rằng cho dù mà những chùa khác không nhận tiền thì Sư Minh Tuệ cũng sẽ không bao giờ nhận. Vì làm sao? Rước thêm phiền não. Tiền đó quý vị là bạc,
Đó là cái mà Sư Minh Tuệ và Phật đã thấy từ rất lâu. Tiền là bạc, vậy thì nhận làm gì để cho nó bạc? Đúng không vậy? Vì vậy, cái lời khuyên duy nhất của Thanh Việt Phóng Sự đến với các sư huynh đệ của Sư Minh Tuệ đó quý vị, các huynh đệ Hạnh Đầu Đà đó, đó là gì? Chúng ta nghe lời Phật dạy, nó gọi là duyên và nợ. Cái duyên ở đây là gì? Duyên đã gặp được Sư Minh Tuệ bộ hành cả tháng hơn rồi, từ ở ngoài Hà Tịnh cho đến lên tới Công Tâm, Pleiku, Pleiku quý vị, trong cái bờ bờ gì chỗ này, Pleiku. Rồi sao nữa quý vị? Đó là cái duyên mới gặp được Sư Minh Tuệ, còn vô duyên thì không gặp được. Nhưng rồi làm sao nữa? Bây giờ lại không gặp được nữa. Nhưng rồi ai biết được, nếu còn cái nợ thì chắc chắn những quý vị đó sẽ gặp được Sư Minh Tuệ. Vì vậy không cần tìm, khi cái nợ nó đến thì chắc chắn mình sẽ gặp lại được Sư Minh Tuệ. Cái điều mà Thầy Việt muốn nói đó quý vị, đó là những huynh đệ Đầu Đà đó, nếu đã tin vào Phật, tin vào đạo Phật thì hãy tin vào duyên và nợ. Tạm thời cái duyên nó hết. Nhưng quý vị, tuy nhiên, Thầy Việt sẽ được nói cái này. Tuy nhiên, trong một tháng qua, hơn một tháng qua, bộ hành cùng với Sư Minh Tuệ, cái đó là cái duyên và là cái hạt giống đã được gieo. Khi mà hạt giống được gieo đó quý vị, thì mầm sẽ nảy chồi. Vậy thì cái điều duy nhất mà Thầy Việt phóng sự và Thầy Việt hy vọng rằng tất cả quý vị mong muốn các sư huynh đệ đó hãy vun trồng. Không cần phải vun trồng để trở thành một cái cây vĩ đại mà ảnh hưởng đến cả một quốc gia. Đâu cần thiết. Chỉ cần vun trồng những cái hạt giống đó để nó nở hoa ngay tại cái xã, cái làng của quý vị là đủ rồi. Đôi khi chúng ta nghĩ xa quá. Nhớ quý vị, một tấm thân nhỏ bé này mà có khi là muốn che trời bằng vung thì khó lắm quý vị ạ. Hãy làm một tấm thân nhỏ bé che cái làng đó, cái xã đó, cái huyện đó là tuyệt vời rồi. Nhớ quý vị, cái điều mà Thầy Việt phóng sự thật sự mong muốn các sư huynh đệ, các cái huynh đệ Hạnh Đầu Đà đó, là mỗi người về tại cái nơi mình đang cư trú, nha quý vị, và tiếp tục vun trồng cái hạt giống Đầu Đà. Để làm gì? Có nghĩa là mình chọn một cái nơi mình trú ngụ, một cái chòi ở xa nơi sầm uất, rồi hàng ngày mình đi khất thực, rồi mình trở về, mình tịnh tu ngồi thiền. Nha quý vị, vậy thì nó tốt hơn nhiều. Mình cũng chỉ là mới một cái hạt giống vừa mới được gieo trồng. Hãy giữ cho hạt giống đó nó được nảy nở. Và khi hạt giống này nảy nở đó quý vị, thì chắc chắn người dân sẽ quen dần với cái hình ảnh Hạnh Đầu Đà. Và quý vị sẽ trở thành những cái người lớp thứ hai sau Sư Minh Tuệ, tiếp bước cái con đường của Sư Minh Tuệ. Và rồi chúng ta không hy vọng chỉ có lớp 1, lớp 2, mà còn có nhiều lớp khác, đúng không quý vị, nảy nở ở khắp cả mọi địa phương trong cả nước. Và từ đó đó quý vị, cái Hạnh Đầu Đà nó sẽ trở thành thân quen hơn, chứ không phải bây giờ nó là một cái gì nữa, nó mới, nó mẻ, nó kỳ lạ quá trời đi, nó chạy theo xem được như vậy đó quý vị. Quý vị mà xem trên mạng xã hội với quý vị, thấy có những quý vị đó quý vị chạy theo Sư Minh Tuệ mà còn hơn là vừa chạy ra để kiếm một cái người nào đó và vừa thả vàng xuống đó quý vị, chen lấn nhau, có người là ngã xuống luôn. Thì thưa quý vị, nếu mà những hạt giống đó mà được vun trồng đầy đủ, tưới nước, đi Hạnh Đầu Đà khất thực, chỉ cần trong cái địa bàn của huyện mình, của tỉnh mình thôi thưa quý vị, thì những vị Hạnh Đầu Đà đó, mười mấy vị đó đó quý vị, mười vị đó, rồi từ từ nó sẽ nhân rộng lên ở khắp mọi nơi. Và cũng không cần thiết là phải đi dọc theo đất nước Việt Nam, thưa quý vị,
không cần thiết. Hãy thực hiện cái hạnh đầu đà như vậy, từng bước một, kính thưa quý vị, từng bước một. Thì trong khi mà những quý vị này thực hiện cái hạnh đầu đà đó, chăm sóc cho những hạt giống đó đã nảy nở đó quý vị, thì sư Minh Tuệ đang hành khất tại nước ngoài. Để rồi một ngày không xa, có thể là 1 năm, 2 năm, khi sư Minh Tuệ trở về, thì Thanh Việt nghĩ rằng cái số lượng người đổ ra sẽ giảm bớt đi. Vì cái hình ảnh của sư Minh Tuệ và những hình ảnh của những vị huynh đệ hạnh đầu đà này đã quen dần đối với họ rồi. Và họ chỉ có cung kính. Nếu có duyên họ gặp thì họ sẽ đảnh lễ và cung kính sư Minh Tuệ. Nhưng quý vị, và nếu cái duyên họ không có thì không cần phải tìm đến. Chúng ta mới có câu là đừng ép duyên, đừng có ép. Nói quý vị, đừng ép duyên. Ép duyên là không hạnh phúc. Đó là vậy đó quý vị à. Đừng có ép cái duyên của mình chưa gặp được sư Minh Tuệ bằng cách là tìm cho bằng được. Không có đó quý vị, thì phải lục lọi tìm. Hãy để cái duyên nó tự nhiên nó đến. Và khi tự nhiên nó đến đó quý vị, nó có một cái giá trị rất là cao. Đừng đi theo đoàn người. Cao lắm là mỗi nhóm 1-2 người ở từng cái địa phương. Thanh Việt nghĩ rằng cái đó nó quá quý giá. Ở Đồng Nai, nhớ quý vị, có Anan, rồi ở Nha Trang, Quảng Ngãi, vân vân, khắp mọi nơi, kính thưa quý vị, đó là điều tuyệt vời. Không cần đi đâu cho xa, không cần đi dọc theo chiều dài của hình chữ S. Hãy mỗi địa phương là một cái hạt giống đầu đà nảy nở. Thanh Việt hy vọng rằng chúng ta, người dân chúng ta sẽ dần dần quen được. Và đừng dùng những phương pháp rất là phát xít khi hạn chế cái này, hạn chế cái nọ. Hãy để những cái duyên đó nó tự nó đến. Và mọi người dần dần sẽ hiểu. Thưa quý vị, mọi người dần dần sẽ hiểu. Và lúc đó sư Minh Tuệ, sau khi trở về từ nước ngoài, trong cái chuyến đi này, mọi người sẽ tôn kính ông. Thưa quý vị, càng lúc càng nhiều, nhưng với sự hiểu biết đầy đủ. Với sự hiểu biết đầy đủ. Thế vì xin tạm dừng chương trình ở đây, và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với sư Minh Tuệ cùng các huynh đệ hạnh đầu đà. Thế vì xin kính chúc quý vị một ngày thứ bảy vui vẻ, hạnh phúc và bình an. I love you all.